Thằng đấy. À, dễ anh đưa thằng vô. Anh Năng đâu ấy? À, gì đấy anh đưa sang em đi đâu? Người đó thì sang làm gì? Sang luôn nhá. Nghe.
Cường. Không nói nữa. Mẹ thương bố hư à? Ồ bố hư, bố bỏ con đi đâu à? Để con ở nhà một mình à? Ồ mẹ thương.
Alo, ở đâu em ơi? Gặp nhau tí nha. Ủa anh ơi, đã biết đâu rồi. Gặp nhau tí nha. Say lắm rồi. Gặp nhau một tí đi, anh nhớ em lắm rồi. Nha. Em ơi, cơm nước gì chưa? Anh sướng gì? Ăn xong suốt ngày đi rượu chè. Con cái thì bỏ bê, để cho con ở nhà một mình khóc. Anh thì đi uống rượu. Rồi em đi làm về thì con khóc ầm ầm. Anh bây giờ đi uống rượu nữa đi. Đi nốt đi, đi. Không về đàn nhà ông nữa. Thì phải có tốc độ giao lưu. Đi đi, anh đi luôn đi, không về nhà nữa. Em không phải nói nhiều. Không phải nói nhiều. Về rồi nhớ vợ nhớ con, không được một cái tích sự gì cả. Có chút giao lưu anh em thì người ta em bảo thế này tên họ. Trụ cột gia đình. Mình đây suốt ngày chỉ có say thôi. Con cái thì không trông nom. Để con ở nhà một mình khóc. Đàn ai suốt ngày chỉ có rượu với chè. Cô nói ít thôi. Không được cả. Ra khỏi nhà. Nha. Nói cho cô biết nha. Tốc độ giao lưu là anh em là. Cô nói ít thôi. Cô tin là tôi đuổi cô ra khỏi nhà không? Cô còn lường tôi à? Cô chém cô không? Còn lường à? Đi vào nấu cơm. Tôi khẩn trương. Cô vào nấu cơm cho tôi. Khẩn trương lên.